Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, sau rất nhiều những sự mong chờ và rất nhiều những đội hình ốm yếu cần thông cái long mạch thì hôm nay tôi sẽ bắt cái long mạch của em Hiệu để trở lại với series bắt cái long mạch nha. Rồi xem nào, em Hiệu ở đây đang có một đội hình đâu đó khoảng 3.600 tỷ ở đội hình chính. Và tổng cái giá trị đội hình, nhanh lên lẩy ra nào, là 5.900 tỷ nha. Ở đây em ý đang có khoảng 180 tỷ BP tươi. Rồi tôi xem nào, ở đây là đang búp team cho một đội hình của Real Madrid của mùa DC. Ui dồi ôi, team này thì yếu cái nỗi gì. Varane, Tony, mình xin lỗi Varane, Ramos, hai con này cứng cựa ở đây rồi. Cặp trung vệ khủng khiếp. Bách ở bên phải, không có cái gì phải chê cả. Benzema hàng công với mùa giải này thì còn có cái gì để lấn cấn nữa đây. Hai chân 5 năm, dứt điểm 133, sút xoáy các thứ đầy đủ. Ok, Benzema đầu tàu. Nhạc trưởng có Luka Modric. Và ở bên này đang có Seedorf à. Seedorf giặt cánh thì tôi hơi lấn cấn một xíu. Nhưng mà không biết là đội hình của bạn ấy còn có cái gì nữa hay không. Đội trụ thì Tony thì quá xịn rồi. Ở bên cạnh có Alaba nữa. Rồi Alaba nếu như không có ai đá thì đẩy lên đây thì cũng được. Đây là một hình của Real Madrid DC. Bạn ấy cũng sẽ cân lương với vị trí thủ môn bé. Tôi ưu tiên là như vậy. Bên phải là Militao 8 và bên trái là Vazquez. Dành Kepa, lương 249. Nói chung là con người đá chính thì sắp này cũng tạm tạm như vậy đi. Để xem ở dưới còn ai không đã nha. Ở dưới thì có John Ben, có Lumbop, có Bastian, có Brang. Thực ra cũng không còn một con hàng nào chạy cánh gọi là thuần thuần cả. Đây là đội hình A đi, Real Madrid đúng không? Hình như còn nhiều lắm, ở dưới vẫn còn nhiều lắm. Tôi thấy có một vài con người nữa này. Đây cũng là Real hay sao này. Và đây là đội hình gì đây? Nói chung bạn ấy có hai đội hình nhé. Một hình Real Madrid và một hình của MU phải. Chiếc mù này đều là những con hoàng khủng rồi. Tôi sắp thử con này. Ủa, Varane với Rio DC thì chất như nước cất luôn này. Bastian đá giữa. Rồi, MU thế nào? MU hay tuyển Anh à? MU thì cũng đéo đủ cơ. Chắc là tuyển Anh thì nó hợp lý hơn đúng không? Rooney, Bách, MU làm sao mà đủ được nhỉ? Ừ, MU đéo đủ đội hình này. Thực ra đá đội hình này gọi là đá đội hình DC đúng không em? Anh nghĩ là chốt content của em là một đội hình DC thành một đội hình chính thì anh nghĩ là đẹp nhất. Chứ gọi là đội hình này chắc vá đội hình kia thì anh nghĩ nó cũng đéo đâu với đâu cả đâu. Thì anh sẽ sắp xếp cho em một cái đội hình gọi là mạnh nhất mùa DC mà em đang có đi thì nó hợp lý không? Này, Benzema anh nghĩ là sẽ song sát cùng với Rooney hàng công là đẹp. Đó, cặp tiền đạo như thế này nhá. Rooney đầu tàu cùng với là Benzema, Bách ở đây. Bên cánh này thì hiện tại chạy cánh thì có John Ben là tốc độ tốt này. Nhiều nhỉ bạn này, nói chung là mùa DC thì bạn ấy cũng dày. Bạn ấy hình như là một đội full DC. DC tạm cho con này vào đây này. Đối trụ Tony, Bastian và G8 ở đây cũng được, cho nó cứng đòn luôn. G8 hoặc Lampard đều là chọn ngon. Đức 3.268 đã huy chương 10.000 đồng. Hãy giảm cánh đi ạ, giảm cánh tí đi nào, giảm thủ môn trước này. Kepa ở đây này, rồi được một ít lương này. Review ở đây, hit con mẹ luôn này. Thực ra là để mà chia lương ra thì là 30 lương, mỗi bên là 30 lương thì cũng được này. Thì có thể là như này, bỏ Alaba ra, chúng ta lại chia lương giống y hệt đội hình của Real Madrid của bạn ấy đây. Nó là như này nha anh em nhá. Tôi nghĩ là đây là cái cách sắp xếp còn như là đẹp nhất dành cho đội hình này rồi, full DC nhá, hợp lý luôn. Mấy hàng dự bị này thì anh em có thể đá tiếp. Seedorf, Seedorf, nói chung đội hình này nhìn ngon nhỉ. Rồi quan trọng là tôi sẽ sắp xếp sao cho nó đẹp nhất nữa mà thôi anh em ạ. Như thế này là quá ngon rồi. Vazquez, Militao, Kepa. Ok, đây nhá, đội hình chính là như này anh em nhá. Rồi tôi sẽ set up cho anh em đội hình chính. Rồi sau đó tôi sẽ set up cho anh em ở dự bị nữa. Cái này anh em có thể chuyển thẳng nhanh cũng được nhá. Tùy anh em, chuyển thẳng nhanh cái này có thể lui về hoặc áp lực khi mất bóng cũng được. Anh em cứ đá cân bằng trước cũng được, không sao ạ. Ở đây anh em sẽ cho thằng này hỗ trợ phòng ngự của tôi là được. Bám biên, cho chắc chắn. Đá 4-2-2-1-1 là đội hình nó cũng rất là nhiều người phòng ngự đấy. Tuyến giữa thì anh em sẽ chơi để 1-3 hoặc là để 3-3 cũng được. Tập trung trung độ của tôi nhá. Hai này sẽ tập trung trung độ. Tùy anh em thích để 1-3. Có anh em muốn thôi này dâng lên nhiều để anh em có thể để 3-3 cũng được. Còn không thì anh em có thể để hai thằng trụ cứng ở đây cho nó chắc chắn. Đấy, 1-3 không tham gia tấn công. Tiền đạo thì luôn luôn anh em sẽ cho chạy chỗ. Hỗ trợ phòng ngự thì cũng không cần thiết lắm đâu. Thường bây giờ nó cũng lùi về rất là nhanh rồi. Nếu anh em muốn passing hỗ trợ phòng ngự thì anh em cho lùi về. Con chắc con đầu tàu thì sẽ không hỗ trợ phòng ngự. Ok chưa anh em ạ? Đôi ngày lét căng nhá. Cái liều thuốc bổ này nó vẫn chưa có. Em Đức Louis thì làm sao mà mạnh được đồng. Rồi hiểu vấn đề đấy. Thiếm một liều thuốc bổ cho em Giai nhá. Bổ sung ngay cái liều thuốc bổ đó cho em Giai. Và anh sẽ đá thử cho em biết ngay mà. Trận này đá biết ngay là cái sức mạnh nó thay đổi ngay. Xem em rank gì đã nào. Cái rank gì? À, Tinh Anh 2 à? Tinh Anh 2 là cũng không đến nỗi đâu nha. Là cũng được.
Nhưng mà chắc chắn với những sự thay đổi này và thêm cái liều thuốc bổ, em Giai ít nhất phải đến với thách đấu. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ va nhẹ với một bạn vừa rồi nhá. Rồi đá thôi anh em ơi. Tôi sẽ chứng minh cho anh em là sức khỏe của đội hình này đã hồi phục hoàn toàn. Ok ok, vấp ngã, có ngày vấp ngã luôn đấy, có ngày cột vấp ngã đấy. Ok, thua sao nhỉ bác Trực nhỉ? Thua hôm qua em nghe có bạn kèo thua là sao nhỉ? Ơi à, quả này tôi thua trận này, tôi thua ba trái, tôi nghỉ luôn. Tôi nghỉ luôn trận này đấy, nếu mà thua ba trái. Rồi, David Beckham. Đạo, tạt là xong rồi gì nữa. Một cho em Đức. Một bàn cho em Đức nha. Em Đức mà thắng anh cách biệt 3 bàn thì anh lại gửi cho em Đức một phần quà là 2 lít cho em có động lực thi đấu. Tôi vừa mất tiền mà vừa mất buổi live ngày hôm nay luôn. Được chưa ạ? Căng cái tay. Chọn nhầm ngày rồi đấy. Bác chọn nhầm ngày rồi đấy. Bách nó suốt kìa. Rồi, bàn 2 đến rồi. Em Đức làm sao mà làm nổi ấy ớ. Ôi hỏng rồi, con rơ này nó không sợ lắm đâu. Đến tầm này nó tin đi dừng ngay rồi mà. Cái ý nhỉ, xong rồi đấy bị ghi bàn được. Rồi, Beckham. Xong luôn này, xong luôn rồi này. Ui, đúng một chân trái nhỉ. Lỗi chắc chắn rồi. Còn ốp thẳng người. Quả nguy hiểm nha. Khẳng định quả này là quả khá nguy hiểm nha. Eden Mini tao. Ơ, sao cái mắt bóng đau nhờ. Ơi à. Để sao có tình huống đen bóng thế nhờ. Mẹ, Mbappé mới vào sao khỏe nhanh ấy nhở. Có vẻ bóng nó đen thế. Hỏng rồi, một trái nữa là xong rồi. Không ngờ luôn đấy, đáng nghĩ hiệp chính giải quyết được trận đấu rồi mà. Và hiệp phụ mọi thứ thay đổi nó nhanh quá. Ơi à. Vỡ trận à. Ôi trời ơi. À! Gì đây? Tôi đang gỡ mà. Trận này đang cái kịch bản tôi gỡ ba đều thì đã penalty rồi thế này nhờ. Cay thế, nhà phát hành sao để tôi ra ngoài vậy? Không, một bàn nữa mới là 2 lít. Cay chưa? Lại nhá. Phải làm quả lại đi, trận đấy trận tập dượt vậy nhá, Lại vậy nhá. Lại em mê, lại từ đầu. Trận đấy tập dượt thôi. Tôi cứ nghĩ là em Đức mềm. Mềm như bún, hóa ra em cứng như đá. Tôi chủ quan thật, trận vừa rồi tôi chủ quan thật. Ôi! Rồi ok. Ok. Nope. Quả định FD cơ. Có xong rồi bạn đâu. Ồ. Chưa được à. G8 đánh đầu ngon rồi. Xong rồi. Một chen Đức. Vụt. Ui. Cô bé nó đứng đúng vị trí luôn ạ. Ô bên tia.
không penalty. Dễ okay, pa quá nhở. Rồi ok. Lối đi nào cho em đây? Lối đi nào cho em đây? Ôi à. Quýt xe này không sợ, mọi người quýt xe không sợ. Này thì không sợ lắm. Ơ à, vẫn thủ được à. Rồi Benzema, Benzema, Benzema. Xong. Vẫn xịt. Tôi đi. Tôi biết ngay là em Đức sẽ gì. Cái tình huống bận lòng của tôi mà. Rồi Rio ở đây rồi. Trận nó hơi dối thôi anh em. Rồi ok. Còn này lên được rồi. Thốc lên zoom bên. Zoom bên này không có bước 1 thì sao nhỉ. Ben ăn vạ chưa khéo. Rồi Benzema. Tiếp 1 thì ai đỡ quả này? Ai đỡ quả này? Xuống sâu lưới á. Ui. Rồi Benzema. Ăn can gì. Rồi Rooney ở bên này ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi, quả này ngon rồi. Quả này ngon rồi. Đóng quả này thì bố thằng nào mà dám bắt. Hay quá nhờ. Kepa bắt quả lét đấy. Rách lưới với Steven Gerrard. Thằng này đóng mạnh điên nhờ. Kinh thật. Tôi bên mùa này đã được với chưa anh em? Khá tây luôn nha. Benzema chọc vào này đối thủ bắt trỏ sẽ rất khó đấy. Với không gian này rất là thoáng. Rồi để đến bước nữa anh em sẽ không bắt được đâu. Xin ghi USD đảm đang đã rescan 10.000 đồng. Còn hàng dễ. Còn hàng dễ bắt nạt này anh em. Anh em hút kinh quá. Húp kinh quá. Khó. Xuống như thế hơi khó với Kepa anh ạ. Chuyển ra giữa. Ôi. Ôi. Ôi Kepa quả bắt hay nhờ. Đối yếu hơn mình sẽ đè bẹp và đá nhanh. Còn đối mà mạnh hơn thì cứ diêu diêu thôi đã. Không vội nha, kiểm soát bóng. Rooney. Rooney. Con mẹ khó thế mà vẫn sút được như vậy à. Chúc bác một đêm tuyệt vời. Cảm bác nhiều ạ. Ok. Bác donate cái của bạn ngay mà. Có bạn ngay mà. Yes. Bách. Rooney nó chạy mê nhờ. Rooney nó chạy mê nhờ. Sút luôn là vào nhé. Sút luôn là vào. Tỷ số là 2-0 thì bú chắc cái kèo của bác trực rồi. Ôi, vội quá rồi. Bác trực vội rồi. Xong rồi đấy. Bắt được xa bay kinh nhỉ. Đi đâu? Bẹn chưa? Xin lỗi bác trực nha. Thằng trọng này em mua được rồi. Em mua được nó rồi. Thành ra nó là như vậy. Tỷ số là 3-0 dành cho đội hình này. Ây à. Ây à. Thịnh Lê đã rescan 10.000 đồng. AKB với bác thứ hai rồi. Qua giờ em chưa biết thua là gì. Em thương hạ team liver bất bại. Kinh quá nhỉ. Bạn cẳng đấy nha. Rooney. Rooney.
Bách. Liếm quả xà. Vô câu à? Câu sẽ phải căng. Cứa. Ui, cứa luôn với vô câu, bảo đấy tí chết nhá. Hỏng rồi. Biết ngay quả đấy hỏng mà, rớt nó đi nhanh thật. Và bắt trỏ luôn vào Van Nội. Rồi, bách đẹp rồi đấy. Tạt đẹp rồi đấy. Varane. Pha tạt như đặt vào đầu của Varane. Cứ đa về Beckham. Cặp tiền đạo bạn ấy 255. Rớt và đăng lít đều 255. Rồi, bách. Xong rồi đấy. Mê nhờ. Có Beckham mọi chuyện nó rất đơn giản với những tình huống như thế này. Rồi Rooney. Cao bồn. Sao ấy nhở? Militao. Rồi. Quá gọn gàng với Dennis. Empul đã phải dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Và điều đó khiến cho chúng ta có rất nhiều khoảng trống để tận dụng. We'll be right back.